Xin chào. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn trong clip này làm một món chay nữa là cháo chay. Trước tiên mình để dầu vô chảo thử tỏi cho thơm. Ở đây hôm nay mình nấu bằng tấm chứ không phải là gạo. Tấm gang. Xong mình đem mình đi ngâm nước. Ngâm khoảng 10 phút, 15 phút. Vớt ra. Vơi cho sạch vớt ra. Và bắt đầu mình xào lại với dầu với tỏi. Mình xào lại cùng dầu với tỏi khoảng chừng 10 phút. Xào gạo lên khoảng 10 phút. Bởi vì tấm mình đã rang sẵn rồi. Cho nên mình chỉ cần xào trên dầu khoảng 10 phút thôi. Tiếp theo đó là mình chuẩn bị một nồi nước. Mình xào tắm khoảng 10 phút ở trên dầu. Xong lấy xuống, bắt nồi nước lên, mình cho tắt liền lập tức luôn cũng được, không cần nước sôi đâu. Rồi để nắp lại cho nước nó sôi để mình đợi cháo nó nhừ. Tiếp theo là khâu chuẩn bị. Mình chuẩn bị đồ để vô ta cháo. Nấm đông cô ngâm. Đậu hũ tươi sắc hạt lựu ra. Mình có thể để đậu hũ tươi vô một lượt trong cháo luôn. Nhìn cho nó sôi lên và nó dai. Sôi lên nhanh lắm các bạn. Cùng lúc là nó sẽ dai tàu hũ luôn. Và đây là tỏi và hành mình khử. Mình nấu xong rồi thì mình sẽ để nó vô sau. Và đây là đậu hũ kỳ chiên. Mình cũng sẽ để nó vô sau. Khi cháo sôi lên nhừ. Nấm bầu ngư này mình có thể mình sẽ khử. Mình sẽ thử xào một lát để cho nó thơm lên rồi mình hãy để vô. Vậy là xong phần chuẩn bị để cháo. Rồi xong một lát nữa mình sẽ để hết tất cả mọi thứ mình cần chuẩn bị thôi. Là xong rồi cháo. Không có thịt, không có gì dinh dưỡng hết. Cho nên rau củ là dinh dưỡng. Dinh dưỡng thêm cho cháo. Ở trong rau củ có rất là nhiều vitamin. Cho nên cháo chay thì các bạn nên để thêm rau củ vào. Ngoài đậu hũ ra, rau củ thì nó sẽ cung cấp thêm vitamin dinh dưỡng cho người ăn chay nữa. Cho nên mình nên chuẩn bị rau củ để vô cháo. Gồm có đậu que, cà rốt. Mình sẽ xào tất cả hỗn hợp này lên. Cho nó hơi nhuyễn một chút, cũng không cần quá nhuyễn nữa. Chuẩn bị cái chảo mình xào hỗn hợp rau củ.
bị nấm. Nấm mình sẽ xào chung với hỗn hợp. Hỗn hợp với rau củ. Bởi vì cháo chay ở trong cháo chay nấm nó sẽ ra nước ngọt, làm cho cái hương vị của cháo nó ngọt, nó thanh, nó ngon hơn. Nếu thiếu nấm thì nó sẽ không ngon. Cho nên có khi nấm với đậu hũ là hai món chính cho cháo của mình. Món cháo chay này cũng rất là đơn giản, dễ nấu. Thỉnh thoảng mình nấu để ăn sáng, hay hoặc là thích ăn thì cũng cứ nấu ăn. Bây giờ người ta có bán gạo rang sẵn, mình cũng không có lười biếng để rang gì đâu. Mình đi mua nửa ký về mình để ở nhà sẵn. Khi mình muốn ăn thì mình chỉ cần ngâm. Mình lấy ra khoảng nửa chén gạo mình ngâm. Mình ngâm 10 phút, 15 phút gì xong mình vo rồi mình để ra chảo mình khử xào như hồi nãy mình hướng dẫn gì đó. Rồi chỉ cần bắt nước lên nấu thôi. 15-20 phút là tấm nó nở ra nhanh lắm. Nấu nồi cháo không có tốn nhiều công gì hết nhưng mà rất là ngon. Dễ nấu nữa. Cháo chay dễ nấu lắm, đơn giản. Mình để rau củ quả vô để cung cấp thêm dinh dưỡng cho nồi cháo của mình mà lại hấp dẫn ngon nữa. Nha các bạn. Cung cấp đầy đủ vitamin, chất bổ, đạm, đậu hũ là đạm, rau củ là vitamin. Cho nên nó gồm đầy đủ mọi thứ vô thì nồi nấm, nồi cháo mình nó sẽ tăng cái hương vị lên rất là ngon. Rồi xong mình rửa. Giờ đây là hành ngò để chuẩn bị một chút để mình sạch để cho cháo. Cảm giác nếu mình không khỏe, trong người không khỏe thì mình nên nấu cháo ăn lúc cháo lúc còn nóng. Nó sẽ đổ mồ hôi ra và làm cho cơ thể của mình nó sảng khoái rất là nhiều. Nhất là cái tô cháo chay vừa thanh đạm vừa dễ tiêu, không có nhiều chất độc hại như là thịt, hay là mình sợ thịt không có an toàn. Thì nồi cháo chay là giải pháp dành cho những người bệnh, mặc dù là ăn chay hay ăn mặn gì mình cũng nên dùng sử dụng cháo chay để vì sức khỏe. Mình ăn vì sức khỏe mà nó cũng ngon, không có tệ. Cháo chay là một cách ăn để giúp cho cơ thể của mình lấy lại năng lượng nữa. Cho những người bệnh không được khỏe cho người. Nhưng mà mình chế biến đúng cách nó đầy đủ dinh dưỡng, nó ngon mà lại ăn nó hồi phục sức khỏe rất là nhanh. Rồi nấm mình rửa sạch. Xong mình sẽ để nó chung với rau củ. Cái nồi cháo thì nó đã nhừ nhanh lắm, sôi lên thì cháo nó rất là nhừ, đậu hũ nó cũng tơi lên. Rồi đây mình sẽ cho rau củ nấm vào đây. Mình xào tất cả hỗn hợp này giờ một lúc. Sau đó mình sẽ cho hạt nêm vào đây. Cho một ít vào nồi cháo nữa. Và rau củ mình cho một xíu bột ngọt thôi. Rồi cho một chút xíu đường vào nồi cháo để mình dằn lại thôi chứ không cần để đường nhiều.
dằn cho hạt nêm lại nó vừa ăn. Chú ý là mình sẽ đổ nước cho cháo theo cái độ mình thích ăn, nó hơi vừa sọt. Nhưng mà có người ta thích ăn hơi lỏng, nhưng mà mình nấu nó vừa nhất, nó vừa cháo, nó vừa nước là hay cách hay nhất. Cho nên cũng không có quan trọng là rồi mình sơ chế rau củ xong, mình sẽ cho hỗn hợp vô nồi luôn. Như vậy thì mình sẽ đợi thêm 10 phút nữa cho rau củ nó chín đều. Vị ngò với hành lá. Còn một lát nữa mình cho cháo ra tô, mình để hành lá với ngò vô. Hành lá với ngò khi mình múc cháo mình rải lên nó thơm, nó chín vừa tới nó thơm, nó rất là ngon, hương vị rất là hấp dẫn, rất là kích thích. Bạn nào thích ăn ớt thì để ớt, thích ăn chanh thì là để chanh. Cắt một miếng chanh rồi để vài lát ớt vô cũng ngon. Rồi, nồi cháo của mình rất là hấp dẫn. Mình sẽ cho hành với tỏi, mình đã thử rồi nãy với mình giới thiệu với các bạn nó vô luôn. Hành tỏi thử nó làm tăng hương thơm cho nồi cháo. Rồi, như vậy là cháo đã chín. Tắt bếp. Mình sẽ cho ra tô nha các bạn. Là cháo chay rất là đơn giản nhưng mà hấp dẫn lắm. Mình sẽ cho một chút hành ngò lên. Tiêu nữa nha các bạn, vì món tiêu là vô trong cháo nó bắt thì rất là thơm. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành tô cháo chay rất là đặc biệt, ngon lắm.